Khi nhìn những cảnh quan như thế này thì tất cả chúng ta đâu nghĩ rằng ngay nơi đây đã từng xảy ra rất là nhiều những cái vụ giết chóc rất dã man. Chúng ta đâu có nghĩ ra nơi đây đã từng phải mang rất là nhiều bi thương, rất là nhiều mất mát. Để đổi lại cuộc sống hòa bình, cuộc sống đầy sung túc, để đổi lại một cuộc sống ấm no cho con cháu thì cha ông của chúng ta đã từng trải qua rất là nhiều những biến cố trong lịch sử. Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Vụ thảm sát Ba Chúc là một tội án chiến tranh gây ra bởi chính quyền Khmer Đỏ. Vụ việc xảy ra tại xã Ba Chúc, nay là thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1977, quân Khmer Đỏ bắt đầu đồng loạt nổ súng tấn công biên giới Tây Nam của Việt Nam chúng ta. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào Ba Chúc, thẳng tay chém giết những người dân thường vô tội. Nhiều người chạy lên chùa Phi Lai và Tam Bủ và chạy lên núi Tượng nhằm ẩn náu, song cũng bị quân Khmer Đỏ tàn sát rất dã man. Tọa lạc dưới dãy núi Thiêng vùng Thất Sơn và kề cạnh bên biên giới Việt Nam Campuchia, thị trấn Ba Chúc, trước kia là xã Ba Chúc, vào năm 1977 có dân số hơn 16.000 người sinh sống, chủ yếu bằng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. Từ ngày miền Nam Việt Nam giải phóng thì cùng với nhân dân cả nước nơi đây bắt đầu đi vào khắc phục những hậu quả mà chiến tranh gây ra, đồng thời chung tay xây dựng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no. Thế nhưng yên bình chưa được bao lâu thì trấn nhỏ này lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh diệt chủng đêm ngày 30 tháng 4 năm 1977 do tập đoàn Pol Pot gây ra. Tiến công cùng lúc 14 xã biên giới thuộc tỉnh An Giang, miền Tây Nam Bộ, Pol Pot đã giết hại đồng bào của chúng ta một cách vô cùng man rợ. Hơn 3.157 người dân Ba Chúc thiệt mạng từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1978 là thương tổn nặng nề mà vùng quê hiền hòa này phải gánh chịu từ cuộc thảm sát biên giới. Trong 12 ngày đêm chiếm đóng tại thị trấn Ba Chúc, chúng đi tới đâu cướp bóc tài sản, phá hủy nhà cửa, công trình công cộng và ra tay tàn độc với những người dân, không kể nam nữ, già trẻ, lớn bé. Cảnh giết chóc hàng loạt diễn ra dã man khắp nơi, đây từ nạn nhân bị bắn, chém, chặt đầu, phụ nữ thì bị hãm hiếp, đóng cọc, đến trẻ em thì bị giết, xẻ đôi, người hay nắm hai chân đập đầu vào gốc cây. Sau này khi được báo chí trong nước và quốc tế quan tâm, đều không có bút mực nào có thể tả được hết cái sự tàn bạo của bọn Pol Pot. Cuộc chiến đi qua, Ba Chúc chỉ còn lại một mảnh đất tan hoang, mang nỗi đau thương vô cùng. Và đó là giai đoạn khó khăn nhất của thị trấn tỉnh An Giang này, khi những ký ức kinh hoàng không thôi ám ảnh dày vò những người ở lại. Khu nhà mồ đầu tiên tại thị trấn nhỏ Ba Chúc được xây dựng ngay khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc vào năm 1979. Khi đó, điểm đến này có lối kiến trúc đơn giản theo hình lục giác, với đặc điểm để lại ấn tượng mạnh mẽ là bốn cánh tay cầm bốn thanh kiếm đẫm máu cắm thẳng vào trong lòng đất, biểu tượng thể hiện ý chí căm thù của người dân Việt Nam của chúng ta đối với bọn giết người man rợ Pol Pot. Năm 2013, di tích được tôn tạo lại, mang đến một quần thể công trình rộng hơn khoảng 5 hecta với nhà mồ, nhà lưu niệm, hội trường và hai ngôi chùa là Tam Bủ và Phi Lai để giảm bớt không khí tang thương, chết chóc. Điểm nhấn của nhà mồ Ba Chúc, An Giang được thiết kế hình hoa sen úp ngược có 8 cánh, hoa sơn màu trắng. Mỗi cánh là nơi trưng bày một nhóm hài cốt được chia theo độ tuổi, giới tính như 23 nam từ 16 đến 20 tuổi, 88 thiếu nữ từ 16 đến 20 tuổi, 264 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi, hay 86 phụ nữ trên 60 tuổi. Để nói về cái tội ác của bọn Pol Pot thì chúng ta không còn từ nào để diễn tả cái sự dã man, cái sự man rợ của bọn chúng. Cuộc thảm sát Pol Pot tại Ba Chúc vào năm 1978 đã khiến cho đồng bào của chúng ta bỏ mạng rất là nhiều và lưu lại rất là nhiều những cái sự hận thù nó đến với con cháu của chúng ta. Như cái nhà mình nhìn thấy thì ở tại cái khu trưng bày này đã lưu lại rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái chứng tích
mà bọn Pol Pot đã dùng để mà hành hạ, để mà tấn công người dân của chúng ta. Chúng đi đến đâu thì cả nhà mình thấy là coi như là cỏ mọc không nổi đến đó, chúng đi đến đâu thì tan hoang đến đó. Lê Trung là một người chỉ nghe được kể lại, và Lê Trung cũng là một người chưa chứng kiến được cái sự tội ác của bọn chúng ra sao, nhưng thông qua những cái chứng tích, thông qua những cái hình ảnh và thông qua những cái lời kể của các ông bà cô chú lớn tuổi, thì Lê Trung nhìn thấy được cái sự dã man của bọn Pol Pot này nó như thế nào. Tuy hiện tại đã tiêu diệt bọn chúng cách đây khoảng vài chục năm rồi, nhưng đối với cái sự dã man tàn độc của bọn Pol Pot thì nó vẫn còn lưu lại đến ngày hôm nay. Còn ở phía bên đây cả nhà thì là cái ngôi nhà mồ dùng để trưng bày các cái bộ hài cốt của những người dân đã bị bọn Pol Pot nó sát hại. Trong cái ngôi nhà mồ này thì có 8 phần. Ở trong đó thì có những cái bộ hài cốt của trẻ em nè, rồi có những bộ hài cốt của người lớn tuổi rồi này kia rất là nhiều. Nhưng vì cái lý do là Lý Trung không có thể chia sẻ những cái hình ảnh trực tiếp lên trên cái kênh YouTube, cho nên là Lý Trung xin phép chia sẻ một đoạn ngắn về cái ngôi nhà mồ này thôi. Đó. Thì như cái nhà mình nhìn thấy cái quang cảnh của cái vùng Thất Sơn Bảy Núi chúng ta, để có được cái sự bình yên, để có được những cái cánh đồng lúa mênh mông bát ngát như thế này, để có được một cái bầu trời xanh ngút ngàn như thế này, thì bà con của chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái sự đau thương, nhất là cái vụ thảm sát vào năm 1978 đó cả nhà. Nói tới đây Lê Trung bỗng nhiên thắt nghẹn lại. Có một cái cảm giác như Lê Trung đã từng bị bọn Pol Pot nó sát hại chính chính người thân của mình vậy cả nhà. Đó. Giờ nhìn lại những cái thành công và những cái sự cố gắng của bà con của chúng ta sau những ngày tháng mà bị bọn Pol Pot nó tàn phá đó, thì cũng thấy cảm thấy nhẹ lòng hơn đúng không cả nhà? Tuy rằng những cái sự dã man đó đã đi qua rồi, nhưng vẫn còn lưu lại trong ký ức của rất là nhiều những người đã may mắn sống sót vào cái vụ thảm sát đó. Nói đến đây thì Lê Trung cũng nghẹn ngào quá cả nhà. Lê Trung cũng không biết nói gì thêm. Thì Lê Trung cũng kính chúc cho tất cả bà con, cô chú, anh chị đang sinh sống tại vùng quê Ba Chúc thân thương của chúng ta luôn được nhiều sức khỏe, bình an, luôn thanh tâm an lạc, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Thank you.